Hello, xin chào các bác. Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh của Nam TV. Và hôm nay em Nam lại đang ở vườn đào các bác. Vườn đào này thì em Nam, như các bác xem các video của Nam thì em Nam đã gửi những cái đào chơi năm Tết năm 2000 á vào trong đây. Đó là đào thất thốn các bác nhá. Đào thất thốn này là đào ghép cái phôi đào thay vào cái gốc đào dại các bác nhá. Thì cái đào này có tuổi đời là năm nay là sang năm 6 các bác. Thì cách chăm sóc thì cũng nghĩa là khi mình chơi Tết xong các bác thì mang vào nhà vườn gửi, thì em Nam sẽ chia sẻ cho các bác là cái cách người ta bứng cái đào, người ta bó như thế nào ha, để làm như thế nào các bác, để gửi đi cho khách ở xa này hoặc là đi bán mang cho hoa. Thì các bác thấy ở đây đào người ta đã bứng, người ta đã bó rất là kỹ ha, của nhà vườn chuyên nghiệp thì họ làm như thế nào thì các bác có thể là nhìn thấy được. Thì em Nam sẽ chia sẻ cho các bác cái cách mà họ đào một cái đào thế nào nhá, rồi cái bó như thế nào này, rồi đặc biệt là cái khi mà trong quá trình mà chăm sóc, có nghĩa là mình chỉ chơi đến khoảng mùng 10 đấy các bác nhé, mùng 10 Tết thôi. Hôm nay là 23 tức là ngày cúng ông táo, thì khoảng mình chỉ chơi trong vòng khoảng độ 20 ngày trở lại thôi, thì mình phải mang nhà vườn để mình dưỡng cây lại chứ không nó yếu cây các bác nhé. Thì trong quá trình chơi thì mình chỉ tưới một chút nước dư ấm thôi các bác nhé, tưới nhiều quá là nó sẽ bị úng đó. Thì em Nam sẽ quay cho các bác xem một cái video về cái cách người ta đào như thế nào ha, người ta bó như thế nào. Đào thất thốn thì các bác biết rồi, nó dành cho những người biết chơi, và đặc biệt thì trong những cái video em Nam đã chia sẻ, đào thất thốn nó rất là đắt và rất kén người chơi. Thì mời các bác cùng xem video nhé. Thì các bác có cái góp ý hoặc là những cái trải nghiệm hoặc quan tâm thì các bác cứ hãy comment bên dưới, và em Nam sẽ cùng các bác sẽ tìm hiểu và nghiên cứu về cái đào thất thốn. Thực chất cái đào thất thốn mà thất thốn hạt đấy, nó rất là đắt các bác nhá. Đấy, nhưng mà cái đào là đào ghép thì nó rẻ hơn. Thì một cái thú chơi rất là hay, là một cái loại đào mà chỉ có là đào chiến vua, thì dành cho những người vua quan và đặc biệt là những cái giới mà họ nhiều tiền họ mới chơi. Nhưng bây giờ thì các bác cứ yên tâm là cái đào mà ghép như này thì cái giá thành nó cũng rẻ thôi. Nói chung là nó rất là vừa để chơi thôi, nhưng mà chúng ta có những cái cây đào rất là đẹp. Thì mời các bác cùng em Nam xem cái cách mà người ta đào ha, đào bứng những cái đào để người ta đưa đi xa như thế nào, người ta sẽ bó thế nào đó, như bác thấy chưa, để đưa đi xa nè, được đi bán xuống chợ hoa, và cái này thì em Nam sẽ mang về nhà đó. Thì mời các bác cùng xem video nhé. Ông đi đâu rồi? Trên chưa? Ông trên vườn trên hả? Rẻ nên tính ra nó cũng ra cũng nhiều phết đấy nhỉ? Nhiều chứ anh. Năm vừa rồi mình đưa vào muộn, ông cứ sợ là nó đuối mà, thế mà cũng được, vẫn ok. Cái xẻng này chuyên dụng phết nhỉ? Lay được chưa? Chưa được hết. Dễ nhiều phết. Để cây nó khỏe này. Ông giải phân xung quanh. Nó còn cái dây lưới, cái ấy nhỉ? Cái vỏ lưới nhỉ? Có chưa anh? Họ vẫn còn ha. Nó còn nguyên đây này. Cứ không đánh được mỗi ngày. Xong rồi hả? Lấy dây bó hả?
Còn cây nào nữa không? Đào mới được cây cây cầu chú là cây cầu anh hùng đâu? Đào sáng rồi. À, đào sáng. Đấy người đào hàng 60 cây. Đây bỏ phải bỏ vào chậu bỏ là năm trước cái cây kia mà để. Cũng cây này chưa bỏ lưới à ông? Trong tủ cá không có lưới làm sao mà đi được? Nguyên như này vừa thì chở vào đây chết đi. Cây nó ngoái của hùng chết đấy, chết đi thế này. À làm sao chết không đẩy tí nào luôn? Tưới đâu? Có tưới. Nó bị ngốt cái rễ rồi không bao giờ nó biến được có lên những cụt không ra gì. Có rễ đâu? Có rễ đâu mà? Cây này là mua năm ngoái hả? Ý là mua năm ngoái hả? Năm ngoái, hôm nay dương đụ lên kê không? Nhìn đấy, ngắm. Mai mốt rồi mới chở. Hôm đấy định ngủ bàn giao cho đã. Lỡ đi với xong rồi ghé chở luôn. Thôi cho vào chậu cho làm gì 2 lần 3 không đẹp đâu. Lần nữa tí vậy anh. Thôi cứ cho nó chắc ăn đi bà. Nhà có điều kiện thì cứ bỏ. Không, ý là về chốc bỏ vào chậu thì bỏ bớt 1 lần 3 ra. Để bao này cứ nguyên này. Để nguyên như đấy. Nguyên vào đây. Còn bỏ cái ao vàng ra, nó nhiều quá. Cởi hết ra gì. Nó ngoái tụt hết ra cho nó mát. Nếu mình để cái bao nguyên này cái rễ nó hòa ra nó bó nguyên ở trong rễ trắng xóa luôn đấy, trồng nó trồng bảo đảm rễ có cái cô kia cố tận Đà Nẵng cô mang vào đây về đến lúc rễ nó cứ xóa ra này tận Đà Nẵng mang vào đây luôn đấy, cái rễ nó bó vào nó đẹp hơn, nó đẹp hơn. Chú tháo mỗi cái bao vàng này cho mỗi cái bao vàng này chỗ kia thì rễ này nó nhiều quá, có xanh có vàng đẹp năm ngoái tổng thiệt hại hết bao nhiêu? Nhiều quá không có trả 2 tỷ luôn này. 2 tỷ. Mua 2 tỷ đấy. Tối nay mà nó về 2 tỷ bao nguyên cái hội đồng hương Ngọc Hồi đi ra Chí Linh. Ngắn Covid. Phải không? Đẹp hơn em Covid. Chắc không đủ tiền rồi, nhiều quá là. Mấy trăm à? Có mấy trăm đó. Đi quên nước quên rồi. Ngon khoảng tí rưỡi mấy. Vậy là có 2 cây thôi hả? Hả? Có 2 cây thôi đúng không? 2 cây. Có chở luôn không? Có đấy. Ở trên kia. Cây nó chơi tính là của nó rồi mười mấy năm rồi nó già lắm. Ý là mình đào mình đưa vào nhà cho nó mát cho nó khỏi nở đâu hả? Ý là mình đào mình đưa vào trong nhà cho nó khỏi nở đúng không? Cái bên kia. Cái cây của chú bo lại tí. Bo lại tí. Cây này đổ ạ, cây này đổ ạ. Loại to bao nhiêu bà? Bà loại to bao nhiêu vậy? Bà, loại to bao nhiêu? Ý loại to là bao nhiêu cây? Hả? Nó dao động khoảng mấy củ? À, 2 triệu. Cao nhất là 2,2 triệu, mấy cây to chắc 2,2 triệu đấy hả? Vâng nhỉ.
hết gần.